Chào quý vị đến với cái giường của mình nha, cái giường của Thanh Bình cuộc sống ở Mỹ. Đây là cái giường mình. Đây là cái bụi này, cái bụi dưa hấu này. Dưa hấu này là cái loại dưa hấu mà da đen nha. Da xanh đen đậm luôn mà không hột nha. Đó, một trụ gì nó có ba gốc. Đó. Đây là cái cây mà cây cam của mình trồng à, nó cũng có nó nụ rồi, nó có nụ nhiều dữ lắm mà nó rớt lên một mớ rồi, bây giờ còn mớ thứ hai là nó rớt trái trái rồi, không biết thiếu nước hay là dư nước không. Đây là cái trái ớt, ớt chuông vàng đây, và đây là cái bạc hà mình đã trồng xuống à, mấy cái bắp nó gì, bắp này là bắp bắp nếp à. Bắp nếp có loại bắp tím nữa. Đây cây táo tàu của mình bắt ra lá hết trơn. Và những cái nụ nó đã, những cái bông nó bắt đầu nó khởi lên rồi. Đó. Và nó cũng có cái nụ hơi hơi. Đó. Đây đoàn thì rau răm, dưới gốc thì có rau răm. À, đọt lan mình trồng đây, những cái bẹ ngọt bẹ xanh sò tách chịu đủ thứ, cái đó là mình trồng rau dền nha, sả. Đây chuông ớt có gì, hai cây nữa, cây cà tím mà trái bự và trái bự. Đó. À, cây này là mình đã nhổ một mớ tỏi lá rồi, với củ tỏi á, mình xào ăn. Đây có cây cà tím nữa, chuông ớt nữa, tổng cộng là 6 cây chuông ớt, màu vàng. Đây trồng ăn lộn này à, đây xà lách Việt Nam này, đây, cộng với xà lách đủ thứ loại chứ, bơ xanh bơ ngọt á, này nó một chút xíu lên bông già, không biết sao già, mình cũng dăm dăm vô mấy cái này là cũng cái ngon, cái bơ xanh vô đây nữa, cái này là. Đây cái này là rau dền. Bây giờ mình giải chung lược mà có cái thì nó lên cao, có cái thì nó mới bắt đầu phát triển nha. Không hiểu tại sao. Đây mấy cái bịch, mấy cọng rau muống của mình. Đến tới giờ. Đây là mấy cái dưa leo. Dưa leo trồng nó lên tới nhiều vậy. Dưa leo này có bông nhiều, có nụ à, có nụ này nụ gì đó, mình làm nguyên cái hàng rào vĩ đại này cho nó bò lên mấy thước, 2 thước cao. Đây cũng mình cũng dăm dăm mấy cái bà cải bơ ngọt này, bơ xanh bơ ngọt này. Đây cũng vô leo đó. Đây là hành hành của mình trồng đây, hành nó lên bông luôn vậy. Khi mà con hành mà nó nhỏ đó, thì cái lá bông nó mềm, mà cái không có bông mềm. Khi mà nó lên bự rồi đó, nó lên bông rồi đó là cái cọng nó cứng ngắc lại à, mà cái gốc nó bự hơn ngón tay cái của mình luôn. Không biết có lên củ không à. Thấy hấp dẫn à. Mình trồng bụi bụi vậy đó, 5-6 cọng dâm lại một gốc vậy đó. Ồ, cái đó nó bự quá, trông bự luôn à, ngón tay cái và cái luôn cọng. Ở đây là su, đây là bầu, bầu mình mới phát à, cũng su luôn đó. À, ở đây là mình có cái bụi
mùi zucchini không Mỹ. Bữa biết không Mỹ là nó lên, nó mới lên đấy nè. Hôm qua nó ngón tay út này bự hơn. Đó này là tưới nước hoài. Tưới nước hoài thì nó ra hoài, nó lên chùm chùm nè. Đó. Ra nguyên một khúc này là mình trong mình ra mình gãy cái hộp, mấy cái hộp mà cà gió, đủ loại cà gió ngọt, trái nhỏ 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 đấy, cà gió bình thường luôn. Đây là nhà mình tự trồng mấy cái này luôn quý vị. Đây là dâu đó, dâu này chín ăn được, ăn ngọt ha. Ba chậu, trồng ba chậu treo gì đó. Đây là cái dàn bầu mình làm đây. Đó. Cho nó leo lên. Nhìn nè. Đó, mình cũng đặt ống nước, bỏ nước vô cái góc. Nước cho cái ống chảy tới vô cái góc luôn. Tươi tốt. Rồi là bí nè. Bí mình nấu canh một ấy ngon, bí dẻo. Giờ nó mới bắt đầu ngã đọt để bò. Đây là cũng là trồng thêm mấy cái cây bắp cũng rau muống. Đây mình thấy nó nhỏ. Đây bên đây mình cũng coi một clip nhỏ salad đó, mình cũng dạy hộp mấy cái chỗ trống này, mình dạy hộp luôn. Mình cào nhẹ lên cái giá hộp. Đây này nấu canh chua nè. Đây là quế mình mới giải chiều qua nè. Mấy này thì đủ thứ hết trơn. Đây là cây này không biết là cái cây ấy là bí của Mỹ hay sao, zucchini. Đấy, nhưng mà cái mấy cái rau gâm này với cái rau giúp cá này mình mới ấy lên mấy ngày nay à. Đây thì mình có pha cao mình trồng mấy cái chậu, mà cái chậu bự nãy mình quay đó là mình dỡ hết và gõ thanh long luôn đó. Đây thanh môn, môn bụi xả, thu âm nữa. Cây okay, táo tàu thứ hai đó, mình cũng thanh long mình cũng gieo này. Đây cây bí à, cây chanh nè, chanh có trái nha, nó nụ nhiều lắm, mình nó rất nhiều trái nhỏ. Đây là cây cà gió bự nè, cây gió trái bự nè, nó cũng ra bông. Giờ này là nấu canh hết sấy nè. Cái này là cây lụ mình ra bông, mình mới trồng đây cũng mấy tháng, 2-3 tháng rồi, trồng cũng trâu rồi đó. Đây là thanh long nó mới mọc ra, thanh long mới cắt ra. Xả mình dâm với mấy cái rau thôi, rau thơm mình cứ ập vô đây. Rồi đây vài tuần nữa mình sẽ quay lên sự phát triển của hàng rau mình, hàng bầu mình như thế nào quý vị. Ok, chào tạm biệt quý vị nha.